bảo bạn dây si đi bơi. Bạn duy rồi. Cho đưa thêm sạch trong kể nha các bạn cả đây con. Zero ơi. Nó thích cái bạn mèo à. Ok cho mưa. Nước tay ai nhỉ? Tay xinh của Zero đâu? Tay xinh đâu? À đấy à. Tay xinh ở nước mưa đấy à. Bắt nước đi con. Bắt nước mưa đi. Ơi. Giật gì nhân vị ạ? Hôm nay ta giật thể dục đây. Giật thể dục với ai chú mọi người này. Ôi giỏi quá này. Ngủ hay giật nhỉ? Nhưng mà tập thứ này về bạn ngủ ngon hơn rồi. 6 tháng rồi mà nhỉ? Thế thì tầm dưới tầm 3 tháng từ lại là thay thực mình là mình ra ngoài nó không như cho mình nghĩ. Em bạn chưa quen. Thế là bây giờ mình vẫn giật mình ạ? Bạn ấy hay giật mình hay là ngủ không sâu hả chị? Bạn ấy là sữa mẹ hoàn toàn hả chị? Các bạn sữa mẹ hoàn toàn thường sẽ không ngủ sâu bằng các bạn sữa ngoài chị ạ. Và nó là một cái đặc trưng chỉ có các bạn sữa mẹ mới có nhé. Tức là các bạn sữa mẹ như thế người ta gọi là ngủ động. Và trong thời gian ngủ động đấy thì là cái lúc mà các bạn phát triển trí não tốt nhất. Chị có thể tìm hiểu ấy, tức là nó là ngủ động thì nó chỉ có các bạn sữa mẹ mới có cái đấy thôi. Các bạn sẽ ngủ không sâu đâu, nhưng mà chính cái những cái lúc mà không sâu đấy thì trí não mới phát triển rất là tốt. Vì khi mà bú bình thì là các bạn lại ăn no một cứ... Không phải là ăn no mà bản thân là cái sữa bò nó cái lượng mà... cười kìa.
Thế mà chị tí nhá, chị kia dùng bao nhiêu buổi rồi? Không. Nhiều quá các bạn ạ. Sóng đủ mạnh chưa? Đủ mạnh chưa nào?